Gửi link cho bà con cô bác cái nha, rồi mọi người ai Ngọc Huyền à, kính chào tất cả quý bà con cô bác đang xem trên link Facebook. Và bây giờ thì Ngọc Huyền đóng livestream trên Facebook và chúng ta cùng qua tương tác trên link YouTube nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Đang phim Sầu Riêng tập 4 đang premiere, chỉ còn 11 phút nữa thôi, chúng ta cùng vào đây tương tác để mà chúng ta cùng coi phim với nhau. Và mong rằng sự chia sẻ của quý bà con cô bác nhiều nhiều để vào trong này thật là đông, để mà Ngọc Huyền được sự thương yêu. Hơn 500 người bên link của bé Ngân vào nghệ sĩ Ngọc Huyền Official để coi phim Sầu Riêng nha. Dạ, bà con cô bác vô liền nha, em đã gắn link cho bà con cô bác rồi. Mọi người chỉ cần nhấp vô là mọi người sẽ cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Dạ. Xin chào tạm biệt, hẹn vài bữa nữa lại nữa. Xin chào, cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin chào tất cả quý bà con cô bác. Từ từ đi, cho cô Ngân off luôn vậy. Rồi, đang ngóng chờ phim nha cả nhà. Cả nhà chia sẻ giúp nha. Cái gì chị? Mở trực tiếp coi đi chơi với mở lại. Trời ơi. Trời ơi. Thì có bấm vô thôi mà. Trời, thấy thương không? Có nhiều cô chú anh chị nhắn là cả nhà yêu thương, đừng có thả ai cần khi mà xem phim là thấy thương ha. Trời thương quá à. Đang có 61 người à, chưa lên tương tác vậy ta. Lên mà em cái 81 rồi má. Vì sao mà có 61 rồi? Cho chị mượn cái phone đó để 5 nữa. Cái gì giỏi quá. Dạ. Tất cả có bao nhiêu tập? Dạ tất cả là có 8 tập nha cả nhà. Ủa của em sao được 98 rồi bà chị có mấy hả? Của chị vẫn 61 và chắc chị phải thoát ra. Ừ, chị thoát ra vô lại đi chị. À, chị thoát ra rồi vô lại vô sao? Lại. Thoát ra vô lại vô sao? U là chỗ trời cái nguồn lúa lắm luôn á. Ủa rồi vô sao? Mình chú, mình là gì? Bây giờ thì hơi là đủ đó. Nữa cả chị. Sao? Kéo xuống không chị Quyền? Ờ kéo xuống nha. 128. Ủa chúng ta đang được 128 người xem rồi. Đi phần con cô bác ơi. Qua đây rồi kìa kìa nè đó, các anh chị cô chú là qua luôn rồi đó. Dạ qua đây rồi kìa. Ờ em xuống á, chừng nào mà chị thấy quá thì chị kêu để lên. Ờ hãy mà nóng quá thì mình chúng ta lại lên với nhau. Chị kêu để lên để xuống. Dạ thì quý bà con cô bác khi mà mình xem phim á thì mình nhớ chia sẻ cũng như là để lại bình luận, và đặc biệt nữa là mình đi đâu á mình nhớ quảng cáo phim Sầu Riêng dùng cho nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng như là đạo diễn Khương Dừa nha cả nhà. Phần này rất là gây cấn nha. Có thêm cái năng lượng. Phần này rất gây cấn ha. Dạ. 151. Chia sẻ giúp cả nhà ơi. Rồi. Đây 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 đây, sắp tới giờ chiếu phim rồi, sao ngày nào nó cũng gồm gàng vậy ta. Rất chi là gồm. Chào tất cả quý bà con cô bác đang xem live trên YouTube nha. Còn 8 phút nữa quý bà con cô bác ơi. Không sao đâu, cứng với lại cứng thì nó cũng vậy thôi, cái gì cứng thì nó sẽ cứng. cô đủ đùi nói thôi nha, chứ Huy Nhi với nhà với lại cô mua với lại bên Ngân không dám nói gì đâu nghe. Đây chia sẻ về tác cộng đồng nè, bây giờ tác cộng đồng chia sẻ nha, tác cộng đồng nè. Rồi bây giờ còn 8 phút nữa. Không qua luôn. Ok. Mời cả nhà vào xem phim. Bác cộng đồng nha, quý bà con. Qua chưa cơ? Qua tiếp đến rồi qua chưa? Bà con của bác rồi. Còn 7 phút nữa đó. À mình đang quay chứ đâu. Qua tiếp đó mình đã tắt cho cái phim đang quay. Tuy là chị Quyền đang bận rộn nhưng mà thật ra thì nãy giờ cũng có để sản phẩm phi dâu yến ở đây đó, bà con cô bác mình cứ yêu thương ủng hộ nha. Một cái yến như vậy á, là bình thường là bán lẻ là 350, nhưng mà chị Quyền đang bán là giá là 250.000 nha. Trả giá rồi, đặc biệt là ở bên Mỹ á, là có đại lý của
Khương Dừa, đây là nghệ sĩ Ngọc Huyền, không phải là đại lý mà là nhà phân phối lớn nhất ở Mỹ. Đây, nhà phân phối chính thức ở Mỹ luôn. Các bà con cô bác kiếm những cái sản phẩm của anh Khương thì có thể là mua qua nghệ sĩ Ngọc Huyền. Chị số điện thoại số mấy chị? 714-717-7078 hả? Đó, thì số này là số bên Mỹ của chị Ngọc Huyền nha cả nhà. Các bà con cô bác anh chị mình cứ mua qua nghệ sĩ Ngọc Huyền nha, có tất cả những cái sản phẩm của anh Khương ạ. À. Dạ. Vào xem phim Sầu Riêng. Rồi giờ mình tương tác nữa mà không cô bác. Hồi hộp quá. Sao mà nó hồi hộp vậy ta? Xin nó bằng tập 1 hay là được rồi? Tập 1 quá luôn á. Là nhiêu chị? Tập 1 đó là 8.500. Tập 2 đó là 11.065 người xem. Tập 3 đó là 9.500. Wow. Rồi tập này chị xin nhiêu? Chị xin 10.000 thôi. Em xin 20.000 để được đi Đà Lạt. Bây giờ mình cá độ chầu ốc đi. Bây giờ chị mười đúng không? Chị xin 10. Chị 10. Ngân nhiêu? 20 đúng không? Mà bữa 20 là 20 mình được đi Đà Lạt đúng không? Em xin 20 chứ ạ. Tay cô. Xin lên 20 rồi Đà Lạt. Bây giờ là dưới từ 10 xuống dưới là chị Quyền trả tiền, còn từ 10 trở lên là Ngân trả tiền. Từ mười trở lên á là chị Quyền trả tiền. Từ mười trở lên là chị Quyền trả tiền. Còn từ mười dưới thì là Dung Trang Dung Vẻ trả tiền. Đâu mình đang bắt cái đồ kia mà. Ok chốt kèo. Cả nhà ơi, chị cần á là 11.000 thôi. 10.500 thôi là chị Ngọc Quyền cũng trả luôn. Tối nay Ngọc Quyền lo. Đâu có 10.000 bút thôi Ngọc Quyền cũng trả tiền luôn. Tối nay Ngọc Quyền lo. Xe liền. À bé Kiều hả? Kêu 500 anh em vô coi kìa. Ok. Mẹ Lý Hà cũng đang coi kìa. Phước Hưng hả? Ở ngoài hậu quán bao nhiêu khách? 50 ạ. Kêu mở hết đi. Tụi em dừng cái chương trình hát karaoke lại giùm chị. Kêu Phước Hưng lại lên. Em kêu mọi người vô coi phim story hết giùm chị nha. Ok, cảm ơn Phước Hưng. Mai chị bao cà phê, ok. Hiếu nè, bé Liên Hà cũng vào xem, để gọi cho bé Liên Hà, để gọi cho bé Liên Hà. 5 phút nữa. Phụng Lê đi chị. Dạ, chào chị. Ủa, chị ra đây hả? Vô đây hả? Thấy hả? Bích Liễu. Cả nhà ta cùng ngồi coi phim nha. Quay qua kìa. Mẹ ơi, mẹ chia sẻ mẹ quay cầm sống cái gì? Tao lấy máy chị quay. Dạ. Mẹ. Để quay phê thang cho mẹ đi.
Ở đây lấy máy chị quay để khỏi ai rớt. Mẹ ơi, tụi con đang ngồi coi phim sầu riêng nè. Mẹ đang ngồi coi kìa. À, mẹ hồi nãy tụi con live stream mẹ có thấy không? Mẹ ơi, chồng xong lát chiên rồi, bạn bè rồi, mẹ chia sẻ hết chưa? Chia sẻ hết rồi. Hết rồi con mẹ. Trời ơi, bà năm mấy giờ mẹ? Hồi nãy Tiên có vô coi á mẹ, Tiên có coi vô mình live stream á. Con không có ảnh ngồi ở ảnh ngồi coi tụi con live stream á mẹ. Hiện giờ đang là 392 người đếm chưa, bây giờ chúng ta đếm ủa sao cô chị thì live chat còn mẹ không thấy phim của chị đâu. Rồi Hương Trần nói yêu mãi Hà, yêu Hà Tiên mãi, cảm ơn. Cảm ơn những lời khen ngợi. Xem cái phim này ai cũng bất ngờ với Hà Tiên đó mẹ. Gần 500 cái bà con cô bác đang xem. Trời ơi, gần 500 cái bà con cô bác đang xem rồi. Ủa? Đang đợi cho đôi. Cảm ơn những lời khen tặng cho Hà Tiên. Hả? Dùng ý là chị nói xong đi, 300 mấy của chị, 400 mấy là khác nha, nó không có giống như. Của chị 416 rồi. Rồi. 481. Đã, 481. Đây, 451 nè. Không, nó chạy á, không chị 542 rồi. Tại 542. Em 542 rồi. Đó, đúng rồi đó. Ồ, 542 rồi. Yeah. Ủa sao cái này nó không vô cái gì? Cảm ơn. Cảm ơn Khang Như Dương. Đặt eo rồi. Ai da tình hình ở đây là sắp được đang nóc rồi cả nhà ơi. Coi được không? Em chị mở chưa? Bắt đầu điếm nữa. Sao nó vô quảng cáo vậy? Rồi vô quảng cáo rồi vô. Cái quảng cáo không chứ nữa quảng cáo là đó. Tinh khí để dạ. Chuẩn bị nha. Ủa sao cô chị tới 2 phút nữa rồi? 2 phút đúng không? Cô mẹ cũng 2 phút nè. Còn 2 này là cô mấy? Đêm nào 4 số 9. Đêm nào 4 số 9. Đêm nào 4 số 9. Nãy đi lấy cái máy kêu anh nữa cài view. Nãy lắm lắm rồi. Em chia sẻ nó cho chị, một ngàn bảy ơi, cảm ơn các bạn cô bé.
nay sẽ có nhân tố mới trong tập 4 nha, em gái Miến xuất hiện. Yeah. Ngày là có đạo diễn tên gì ta? Vọng. Khác vọng á ha. Đó, nghe kêu không? Ừ, hai ngàn một rồi. Hai ngàn tư rồi. Mày lên hai ngàn rưỡi nha. Lên ba ngàn rồi. Chào ông tên rồi. Lên ba ngàn. Cô mua đi tìm đàn ông nè. Bái kìa cô mua. Tới giờ rồi cả nhà ơi. Cả nhà cảm ơn Chi Lê. Cảm ơn Xuân Đức Ngô. Cảm ơn chị Ngô. Cảm ơn chị Phụng Lê, Thành Nguyễn, Toàn Nguyễn, Hương Trần, Tuyết Lê, Hà Nguyễn Thị, Linh Thúy. 2006. Cái tên gì là quên rồi, chị quên đó thôi. Chanh. Chị bé ba hả? Chị bé chị Mía. Em gái Nguyễn Thị Ngân, Ấp Phúc Sô, Xoa Sài Gòn, Xuân Đức Ngô, Trúc Nguyễn, Uy Nhi, Điệp Ký Đời Tôi, Lan Dương, Diệp Lê Văn. 2007 rồi! Chị 3.000 nha! Bích Thúy xuất hiện rồi. 3.000 rồi. Bạn này diễn dễ thương ha. Đúng rồi, dễ thương lắm. Nói chung là ai diễn cũng hay á. Chị giống nhau chị dễ cho cả nhà kia nhắc tin nha chị dễ nha.
Rồi, chuẩn bị 4.000 nha. Cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ. Thêm ạ. Thêm cho nghệ sĩ Ngọc Quyền. 4.000 cả nhà, chuẩn bị 4.000. 4.000 là cả nhà la lên giùm Ngọc Quyền nha. Cho lên khí thế nha. Nó chín luôn. Ơi, nó chín rồi. Ai đóng cũng dễ thương. Đây đây, cảm ơn các bạn kìa. Thiên Nguyễn và Long nó là 4.000. Raymond Trần Trang xin hay quá ạ. Phúc Nguyễn Hương mít túi học lại cho Tư Đại nghe. Anh hai, anh Ti kêu 4.000. À, Ti vô rồi, Ti kêu 4.000 nè. Ông xã Ngọc Quyền cũng ngồi coi xe trên phim Premiere phụ Ngọc Quyền đó với bà con. Tại vì lúc mà quý bà con cô bác vào xem Premiere cho Ngọc Quyền nhiêu chừng nào á, em xe cho mình tên liền. Hà bấm máy cho em đăng xe hả? Chị làm sao xe các thông tin đang coi đó chị. Em lấy cái của chị đó, em bấm bình tin em xe cho chị. Bốn ngàn ba rồi. Không phải cái đó. Cái này chị đang lên like với mẹ mà. Bé có không nè? Mẹ ơi, còn có mở mở không? Cái này không có like xe với bình tin được. Vậy thôi. Không, mẹ cứ like với con đi chị. Có iPad, iPad đi chị. Mẹ, mở cái tiếng nhỏ đi á, mẹ nói lại. Mẹ đang coi với mình nè. 403 rồi. 404 rồi. Dạ mẹ. 404 chứ mẹ. Có thôi chị buồn quá. 404 rồi. Để chị xe cho mình tin nè. Lọc đi lên nè, chị xe vô cho mình tin nè. Rồi, mình tin đâu rồi. Mình tin nè. Dán liền nè, xe bụi bên đất ơi. Chút nữa đó, quý bà con cô bác thấy Ngọc Quyền gọi là phát gì đó. Chị nói là phát cái gì quên này. Cái chị Ngọc Quyền mổ sầu riêng, thấy rõ kinh nghiệm không rớt miếng nào. Mình cũng đang coi 4.600 rồi, cái hàng còn 4.500 rồi, giữa tay nha. Rồi bao nhiêu phút mà sắp 5.000 rồi đó chị? 47 rồi. 47 rồi. Ôi, bữa nay là 12, 13, 14, 15, 16 chắc luôn. 20 luôn. Chị chỉ xin với 10.000 là chị thua kèo liền. Rồi đó coi, tự nhiên nghe mùi ốc nó thơm thơm thôi. Nói cái gì nào rồi? Sao tự nhiên nghe mùi ốc nó thơm thơm đâu đây? Quá trời. Rồi rồi rồi, của này của chị nè. Sắp rồi. Của chị đó. Vậy là còn một cái nữa đó. Ôi, giờ đây mình đang coi này. Tại vì cái này nó cùng một này, nó cao cho nên không sao. 4.900. 4.900. 4.900. 5.000. 5.000. 5.000. Lên 5.001 luôn chị. Lên chưa. Chưa chưa 49 nè chị. Thôi giờ xin tiền đi tắm rửa đi kia gái. Dùng mà dùng nè. Coi con mua sầu riêng nè. 5.000 nữa là người này sẵn sàng sẵn riêng là không chị?
hàng hết. Người xuất hiện nha. Cục đó, xuất hiện. Bây giờ 1.000 là mình lấy. Sáu ngàn là mình lấy. Sáu ngàn là mình lấy. Sáu ngàn là mình lấy. 5.000 trúng lời. Cá nữa lên 6.000. Ok. Tập 1 á là mình được 8.500. Nhưng mà cái lượt view của mình nó lên vun vun. Thấy không? Tập 2 mình được 11.675 lượt người tương tác ngay trong live. Nhưng mà cái lượt view nó chậm hơn là tại vì rất nhiều cái thông tin ở ngoài, cho nên nó đã. Với lại khán giả biết nhiều tập, khán giả sẽ canh coi từ từ. Tập 3 đó thì mình được có 9.500 thôi. Thì cái lượt view tập 3 mình chậm hơn nhất. Bây giờ mình đang 6.000 đây. Mà mình đang là 17 phút. Bây giờ chỉ còn 20 phút nữa Ngọc Huyền xin lên 10.000 là Ngọc Huyền thua đủ rồi. Cô mua thua đủ rồi, chào ấp rồi. Chấp nhận thua. Em đi ra. Không không, em sẽ thay một đồ sẵn nó rộng rãi để xin lên ăn ốc. 16 rồi, bây giờ chị Huyền còn 20 nữa mà có ăn. Gần quách nó cười xỉu. Không mà dễ thương, thương là vui lắm. Chả sao em đầu tới mới đó, giờ tự nhiên đem đầu rồi. Chuyện to đánh người dễ thương. Cười mở quay hàm. Còn mấy trăm nghìn. Mít thúi bị chậm cả tàu đánh. Ta vừa coi tập này mít thúi bị tiêu rồi.
đánh bầm dập luôn rồi, sao bị đánh quá vậy? Mẹ Liên rồi nói sao bị đánh quá vậy? Mẹ Liên rồi đưa chắc, sao bị đánh quá vậy? Qua bằng lăng ấy, thành tướng của tôi vô giả gái, đẹp nhất ngay. Ra giang hồ cũng ra giang lắm chứ bộ.
nha, con nha. Con này hay đó. Hay nha quý bà con. Bớt đi kiếm chuyện nhanh nha. Đi kiếm tiền đi nha. Đi lo đi kiếm tiền đi. Bớt đi góp ý đi, lo đi ghép góp tiền đi. Hay nhất cái câu này. Hai ông này bao vui nha. Ta có bụng thấy không vừa ăn ngon quá, mẹ Liên cũng chung đó hay. Hiện đại người ta không biết thì biết nói chuyện, chỉ người ta hiểu lớn rồi nói chuyện. Không biết nữa, không biết nữa thôi kệ đi. 20.000 đi chị Liên ơi. 20.000 hả, đi Đà Lạt rồi. Ủa 20.000 là đừng đi Đà Lạt hả? Đúng sao? 30.000 là đừng đi đâu vậy hả? 30.000 là cái hà đừng đi Mỹ. Thôi, đi Đà Lạt thôi nha. Nhà học có mộng đó đâu nha. Không, nếu mày ơi. Gì? 3.000, 7.000, 3 đi. Đến 300 tiền nha. Ý là 20.000 thì em có được đi Đà Lạt không ta? Được. Đi được hết mà. Ủa, đi đầu tiên. Ở tại buổi không có đó. Chị đó, chị nói đó, nếu mà mỗi tập á, đều 500 lượt view trong một tuần thì là chị mời cả nhà đi Đà Lạt. Mà thôi giờ nó xa xỉ quá, mình không có xin 500. Mình nói sau khi hết phim công chiếu, thấy không, một tuần mà tất cả các tập đều lên 500.000. Đi Mỹ. Đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Chị nó xa bời bội lắm, Đà Lạt thôi. Dẫn đi thôi, em có visa luôn á, em định xin được visa. Thôi hãy đi Đà Lạt đi. Thôi Đà Lạt thôi. Thôi đi Thái Lan. Ok ok. Thái Lan đi được đó thôi. Đúng rồi, Thái Lan đi được, Thái Lan đi được. Mình bớt hàng đi cho Thái Lan. Nè, chị đã nói là thưa quý bà con, là Ngọc Huyền chỉ đùa vui như vậy thôi. Nhưng mà lên được bao nhiêu lượt tương tác là quý lắm ạ. Cảm ơn bà con thật nhiều. Rồi bây giờ là Linh Thùy Hà Tiên xinh quá, hay quá. Mẹ Liên bay về đi chung nha. Ủa sao mẹ Liên coi được nghe được vậy ta? Đang nghe đâu chị. Chị đó, đó nghe. Mẹ đang on trên này. Mẹ đang on trên này. Ủa sao bà này giống bà này vậy? Đây. Bà nói cái gì vậy? Chị hả? Để nghe bà nè. Dễ thương nha. Nhưng mà em định bấm hơi cực nha, bấm cười. Tống da này chứ, cái chị lo có tên luôn. Bố da ngập đi, chị bắn cá. Chị bắn cá. Đâu có, bố da nói là chị bắn cá mà. Xuất sắc bà bán cá nha. Đánh lật là không chịu đâu. Giờ nó chưa trở vô, bước lên nữa rồi. Chịu của giữ ta là nó em giữ. Hà Tiên diễn hay loan bách nói nè, xuất sắc bà bán cá nha. Lý Văn Thành đấy, phim này hay quá à. Có được kiên nghị đó em, cho nên mình xúc động mà mình. Mình áp được cô mỗi tập luôn á. Nghe tập trước được khen nhiều quá, tập này phải cố gắng. Đúng rồi, cố gắng. Tờ tập vừa rồi cũng được 9.500 mà chạy bên Mỹ. Cho nên hôm nay chị về đây thì chị hy vọng lên 10.000. 10.000 thu kèo cũng được không sao. Ôi trời ơi, ông ơi. Nói nghe nè, đừng lên quá, mới có 7.000. Mới có 7.000 thôi. 18.000 nè, 18.000 nè. Còn 2.300 nè. À kêu hả? Kêu hết nhà hoa sen hết chưa? Nó giả nói cái cô kia đó, nó nói xạo, nó 1983. Cô đó nó nói 2023. Mẹ Linh Thùy mà. Thương quá. Cái giả. Làm gì vậy thương? 7.700 rồi em ơi, gần 8.000 rồi. 7.800 rồi. Vậy hả? Là bao nhiêu? 28 phút. Còn 12 phút nữa. Mỗi tập là 40 phút. Ôi em nghe thấy. Chưa chắc không thua đâu nha. Em nghe thấy mùi sò huyết, sò lông. Mùi nghiêu ớt xả. Mùi nghiêu ớt xả. Chú cha. Mùi hào nướng phô mai.
con cô bác rất là nhiều. Chính rồi. Gặp anh Long là mắc cười. Long đẹp. Mà người ta, bà con của bà con á, mọi người khen á, những viên diễn hay không mà. Như là cái điều luôn. Trời chưa được 20,000. mẹ ơi, chú Dương là cười mẹ ơi, nó đang ở số 8,000 mẹ ơi. Chia sẻ giùm cả nhà ơi, không có là mọi người phải bao chồng á. Sao
Thầy bớt thú hiểu không? Ủa cái này chị là... chị phụng chị đừng có để ai cần lên là... chị phụng chị bé cần lên mất luật á chị phụng cái này nha tin chị cần nhưng cái này cô mua cô mua có đi coi mắt lỗ sậu không ta biết đâu vậy là cái là tập này sẽ lên 10.000 rồi bây giờ mấy rồi còn 7 phút hả còn đúng rồi tập này chị thu em chị bảo đảm lên 10.000 trời ơi nghe tự nhiên cái đó nó ngang rồi hồi nãy giờ nó ngang rồi ráng chia sẻ phim giùm cả nhà ơi dưới 10 gram là đủ rồi thôi em mua chầu ốc tối nay đó. Không, chú rồi không mua đâu. Hai bé dữ quá đỉnh. Chị chia sẻ là chị đảm bảo em sẽ lên. Chị đang chuẩn bị lên đường.
36. Đi rồi. Chị phải tương tác đây chứ. Đúng rồi chị, đúng. 9.001 rồi. 900 nữa, 900 nữa. Lấy sao tặng trả tụi tập. Rồi, dễ thương đáng yêu quá. Bình tĩnh. Campuchia đang xem nữa.
Campuchia đang xem. Bố em bên bản xem, bên Nhật đang xem. Anh em có duyên tiền bệnh của bố xuất quá. Chị mới nói là còn ông sầu ông đi xuất hiện nữa nha, tại nhà chị sẽ giúp cô mua xe. Chị nói ủa, lại chị có nói ủa khán giả đâu vậy? Cô mua chưa gặp ông sầu nha. Không hay lòng cảm ơn xe. Chính xảo rồi. Chị ơi em quên lên tiền rồi chị ơi. Rồi người đã, anh biết bà con cô bác ai cũng khen nha, phim sầu riêng hay quá. Phim hay quá. Có nghe đâu cả nhà. À, phim hay mà vô xem trễ nè. Đúng vậy. Quá hay. Mà sao cái khúc này sao tự nhiên trẻ trẻ cái mái đôi đó. Cốt lần mà. Cốt lần mà. Ta đi coi mắt mà. 9.8 rồi. Trời ơi. Ghê quá ai. Đó, ngồi ngồi ngồi.
10 nghe có mua xuất sắc luôn. Bách liệu hả? Yeah.